top 3 Miss Universe 2022 gây chuyện tại Việt Nam, Sia Bảo Hoàng giằng mặt, quyết giữ cái tên Hoa hậu Hoàng Vũ. Sau hơn nửa tháng đạt danh hiệu quốc tế tại đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2022, giang hậu đình đám đã bắt đầu có chuyến công du hoành tráng trong khu vực châu Á. Một vài nước các nàng hậu đã đi qua có thể kể đến Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Đặt chân đến mọi quốc gia, các nàng hậu luôn khiến fan sắc đẹp phải đứng ngồi không yên với sự biến hóa đa dạng trong diện mạo và thời trang. Mới đây, tân Miss Universe Abrone Gabriel và Á hậu 2 Miss Universe 2022 Andrina Martinez đã có mặt tại Việt Nam để tham gia buổi ký kết nhằm công bố chủ sở hữu mới của bản quyền Miss Universe Việt Nam. Ngoài sự kiện chính, các nàng hậu cũng được chăm sóc chu đáo và tham gia vào những hoạt động bên lề thú vị. Trong những hoạt động này, Abrone Gabriel và Andrina Martinez đã gây ấn tượng khi diện những bộ cánh cắt xẻ tôn trực để lợi thế hình thể. Bên cạnh đó, chàng hậu Miss Universe 2022 cũng có cơ hội khoác lên mình những thiết kế áo dài lộng lẫy, trang phục truyền thống của Việt Nam. Theo đó, cả tân Miss Universe và Á hậu 2 Miss Universe 2022 đều được diện nhiều màu áo dài với thiết kế lẫn chất liệu đều toát lên sự sang trọng và bắt mắt. Trước đó, ở các quốc gia Đông Nam Á khác đã đi qua, chàng hậu Miss Universe có thời trang dè dặt hơn. Cụ thể, các người đẹp tiết chế những mẫu áo váy có thiết kế kiệm vải và màu sắc quá sặc sỡ. Thay vào đó, chàng hậu Miss Universe 2022 ưu tiên những bộ cánh thanh lịch và tôn lên nét đẹp hiện đại của người phụ nữ. Tại các quốc gia khác, chàng hậu Miss Universe cũng có cơ hội khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của nước đó. Nhìn chung, các nàng hậu đều biết cách biến hóa để bản thân trở nên phù hợp và nổi bật trong bộ trang phục. Điều này giúp chàng hậu quốc tế ngày càng nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ nhan sắc trên toàn cầu. Vừa qua, đơn vị mới nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Universe Việt Nam đã chính thức lộ diện. Vậy là sau 15 năm, công ty Unicorp đã chính thức không còn hợp tác cùng Miss Universe và chuyển giao quyền gửi đại diện thi đấu quốc tế cho tổ chức mới do siêu mẫu Lan Khuê làm CEO khu vực phía Nam. Tuy nhiên, mọi việc không hề đơn giản như khán giả vẫn tưởng. Những tưởng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng mới đây, netizen phát hiện đơn vị mới đã đổi tên fanpage thành Miss Universe Việt Nam Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Được biết, Unicorp vẫn sở hữu độc quyền tên gọi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Trước động thái này, CEO Bảo Hoàng đã lên tiếng đáp trả. Chúng tôi luôn mong muốn có thể khép lại những thay đổi một cách bình lặng và mở ra hành trình mới tốt đẹp cho tất cả các bên, đồng thời phát triển vì một cộng đồng những đơn vị tổ chức văn minh, hướng tới lợi ích chung của ngành công nghiệp sắc đẹp Việt. Việc chấm dứt hợp tác bản quyền và sử dụng thương hiệu Miss Universe Việt Nam được Unimedia và tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản, tôn trọng tuyệt đối quyền sở hữu thương hiệu của tổ chức Miss Universe và tổ chức mới, đồng thời khẳng định quyền sở hữu của chúng tôi với thương hiệu và cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, một thương hiệu cuộc thi sắc đẹp uy tín được công chúng truyền thông yêu mến suốt 15 năm qua. Vì vậy, tôi đại diện Unicorp, Unimedia, lên tiếng nếu bất cứ cá nhân tổ chức nào đang hoặc dự định sử dụng tên gọi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam là hành động thiếu chuyên nghiệp và chúng tôi sẽ quyết liệt lên án hành động để bảo vệ thương hiệu của mình. Bảo Hoàng chia sẻ trên trang cá nhân. Hành động của Bảo Hoàng đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Họ cho rằng đơn vị mới đã không công bằng khi công khai xâm phạm thương hiệu một cách trắng trợn. Với những hành động này, nhiều khán giả tuyên bố sẽ quay lưng với đơn vị mới trước khi cuộc thi Miss Universe Việt Nam được diễn ra.